Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, đệ tử con Diệu Âm Tịnh Mùi, tuổi 28, con xin thành kính tri ân sư phụ và quý chư tôn đức tăng ni trong chùa Khai Nguyên. Nay con có điều chưa được rõ, con xin thầy giảng nói cho con được rõ ạ. Con xin tri ân công đức của thầy và chư tôn đức tăng ni trong chùa ạ. Ý thứ nhất, đệ tử con nhờ nhân duyên được biết đến Phật pháp, lập ban thờ Phật nay đã được trang nghiêm và thanh tịnh rồi. Con đã tụng đọc được 3 tháng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhưng mỗi ngày con đọc tụng được một thời ạ. Nhưng đọc tụng không theo một thời gian nào ạ. Cứ lúc nào con rảnh là con đọc tụng lúc đó ạ. Ý thứ hai, trong thời gian con hành trì gần đây có một con chim hay bay ngoài cánh cửa của phòng thờ của nhà con, cứ bay lấy mỏ mổ vào cửa, lấy chân đạp vào cửa, chắc nó kêu thình thình ra đây. Con ra mở thì lại bay đi ạ, xong lại đến ạ. Từ hôm đó, ngày nào con cũng hồi hướng cho quý vị đó sớm vứt bỏ cái thân súc sinh này và sớm về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Thầy cho con biết điều đó là thế nào ạ? Ý tiếp, đọc luôn. Trước khi lập ban thờ Phật, ngày đêm con không thể ăn ngủ được. Cứ nhắm mắt vào là con bị bóng đè, mộng mị, thấy những điểm ác. Khi tỉnh dậy, con thấy rất là sợ hãi, sợ vô cùng ạ. Con làm đủ mọi cách vẫn không được ạ. Từ khi con tụng kinh và con rất tin sâu về Phật pháp, hiện tượng đó có đỡ rất nhiều ạ, nhưng chưa hết hẳn ạ. Và con thưa thầy, và con chưa thấy bao giờ, nhưng con lúc nào cũng thấy sợ ạ. Lắm ạ, thế ngoan thế. Con ý nữa, lắm thế. Con muốn học và tu tập sâu hơn về Phật pháp, nhưng con không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào ạ. Con mong thầy giảng nói giúp cho con biết ạ. Ngoan thế chứ. Rồi tiếp, chưa hết. Con còn rất nhiều điều muốn nói ạ. Nhưng nhiều quá con sợ thầy nói nhiều thầy mệt ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con mong là sẽ nhận được câu trả lời của thầy ạ. Không thật mà đây này. Thật đấy. Thầy là Phật sống ở trong con, nên con mới được như ngày hôm nay ạ. A Di Đà Phật ạ. Ôi trời, mệt lắm. Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà mới là Phật thôi, còn thầy là gì? Thầy chỉ là gì? Thầy thôi. Thầy đâu phải là Phật sống trong con, chết chứ. Đây Phật tử này hỏi là ý thứ nhất là từ khi lập ban thờ đến giờ đọc tụng kinh điển thì hàng ngày cứ thỉnh thoảng có con chim nó bay đến nó mỏ mỏ vào cửa sổ, rồi nó đã lấy chân nó đạp đạp vào cửa sổ, nó kêu thình thình ra, tiếng kêu như là quải ô tô ấy, có phải không? Không, ai tiếng chim nó vào chắc là có thể là gì, do tổ nó đã làm ở trong nhà rồi, cho nên á khi nó bay về nó mang mồi về cho con, nó bay về để thăm con nó thì cửa sổ lại đóng lại mất rồi, nó không vào được nữa, cho nên thôi làm ơn mở cửa ra cho nó, cho con nó ăn, sau rồi con nó lớn lên mẹ con nó cùng bay đi đấy. Trường hợp này phải về xem xét nhé, nếu có tổ nó trong nhà chúng ta đóng cửa lại nó không bay vào được để nuôi con, để đàn con nó chết thì tụng kinh như thế là cũng không được đấy, để cho gì cho vào. Cái trường hợp này thế, có trường hợp là nó làm tổ ở trong nhà rồi mà thì nó cứ sáng ra nó bay đi, hoặc là đấy đến lúc mình tụng kinh thì
bay về thì mình là lên tụng kinh đó, đóng cửa lại rồi, nó không vào được. Trường hợp này có thể xảy ra. Còn một trường hợp nữa có thể gì? Cũng có thể vấn đề tâm linh ở trong đó, tụng kinh Địa Tạng hồi hướng nhất tâm. Thì nếu do tâm linh thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng trong vòng 49 ngày, 100 ngày thì nó sẽ hết thôi. Rồi nói là trước đây chưa thờ Phật ấy, thì hay bị bóng đè ngủ, hay bị mộng mị vân vân. Nhưng từ khi thờ Phật rồi thì không bị bóng đè nữa. Nhưng mà quan vẫn còn thấy gì? Thấy sợ. Vẫn thấy sợ thì thôi không sao. Cái này dần dần thì mình cứ tu tập dần dần thì sẽ hết cái đó thôi. Hãy cố gắng ráng để tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, làm các việc thiện cho tốt. Còn hãy sợ bóng đè thì thỉnh lấy cái miếng ngọc dày dày tròn tròn á. Cái miếng ngọc dày tròn tròn nó về cho vào trong gối á, mà ngủ hết ngay. Ai hay bị bóng đè mà ai hay bị ngủ thấy mộng mị, chiêm bao khó ngủ, đặc biệt là các cháu nhỏ mà ngủ hay khóc dạ đề ban đêm á. Thỉnh lấy cái miếng ngọc tròn tròn đấy để vào trong gối ngủ một cái, đảm bảo các vị tối ngủ ngoan ngay, yên luôn. Kể cả người hay ốm đau mà hay bị bệnh đau đầu á, đau đầu kinh niên á, mà thuốc thang mãi không khỏi á, thỉnh lấy cái miếng ngọc đó để vào trong gối ngủ á, mà ngủ, đảm bảo là các quý vị nó cải thiện rất là nhiều. Còn khỏi ngay á, thì khỏi luôn á, thì có thể là chưa, nhưng nó sẽ cải thiện rất nhiều. Có một Phật tử ở tận Quảng Ninh lên đây. Cái này thì thầy không gặp thầy mà gặp với mấy Phật tử với mấy cô ở trên chỗ Ngọc ấy, chỗ phụ trách Quỳ Ngọc ấy. Nói rằng cái cụ này bị bệnh tim. Hơn 30 năm nay bị bệnh tim. Lúc nào cũng phải uống thuốc trợ tim, ngày nào cũng phải uống. Không phải lúc nào uống không đúng, ngày nào cũng phải uống thuốc trợ tim. Nhưng từ khi nghe thầy giảng một cái là đi từ Quảng Ninh lên đây, thỉnh cái lá bồ đề, cái khánh ngọc á, cái khánh ngọc về cái tượng ngọc á, Quan Âm về đeo trên người, và thỉnh một cái miếng ngọc bội tròn tròn đó về để trong gối ngủ nữa. Bắt đầu từ đó cho đến thì hơn một tháng sau không ngày nào phải uống thuốc trợ tim nữa, tức là khỏe rồi, thở tốt rồi, mà khỏe rồi mọi cái thì ngủ được, ăn được, ngủ được và khỏe, không phải thấy nó yếu nữa, không thấy, không phải uống thuốc trợ tim hơn một tháng. Cho nên sau đó Phật tử mới thấy tích quá đi nói mọi người. Quảng Ninh cứ bắt xe lên đây nhiều lắm, đây để thỉnh nhiều lắm. Rất là tốt, đeo vào, đeo cũng được. Mà để trong gối ngủ cũng được, đặc biệt những người khó ngủ hay bị bóng đè để trong gì trên đầu giường rất là tốt. Ở trường hợp này thì cũng nên tụng kinh niệm Phật nữa, nên tụng kinh niệm Phật nhất tâm nữa thì sẽ tốt thôi. Còn Phật tử này muốn tu sâu hơn không biết làm thế nào, cái gì đâu, hàng tháng đăng ký khóa chuyên tu 3 ngày trên Tản Viên đó thì biết thì được gì, được tu sâu hơn thôi. Lên đó thì sẽ biết được tu sâu hơn và buông xả như thế nào. Muốn về Tây Phương lên đó là một trạm trung chuyển đấy, nơi đó là cái gọi là cái gì nhỉ, một cái điểm đăng ký để làm visa để về Tây Phương đấy, tốt đấy nha. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật.